8 tháng anh cảm nhận thế nào về cái cuộc thi đấu vừa rồi? Tôi phải nói là chưa bao giờ tôi được thắng nó giòn giã như thế này. Dạ. Và đây là một cái chương trình tôi quá may mắn. Dạ. Vào những câu hỏi mà tôi lại gắn bó rất là nhiều và tôi lại hiểu rất là nhiều ở những cái địa danh. Dạ, dạ. Ví dụ như là Hà Nội. Dạ, bởi vậy mới nói cái kinh nghiệm sống nó quan trọng vô cùng. Anh đi nhiều, anh trải nhiều, anh biết nhiều và thậm chí anh ăn nhiều nữa. Cho nên là cái nào anh cũng trả lời được hết mà chưa cần tới Xuân Nghĩa phải tiếp sức. Chúc mừng hai anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ lại những người bạn trong căn phòng trống. Xin mời. Yeah, thắng rồi, thắng rồi. Hôm nay đội trưởng các em quá xuất sắc đúng không? Mặc dù là cái đội bên kia cũng toàn là những nhân vật kiệt xuất chứ không phải vừa gì, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đã giành chiến thắng. Các em giữ được cho mình số tiền thưởng mà mình đã tích lũy được từ vòng 1. Còn bây giờ hai anh em sẽ có cơ hội chinh phục thêm chiếc két sắt 50 triệu đồng. Đồng ý chơi không anh Thắng? Chơi đi anh. Cố lên anh. Chơi anh, chơi anh. Lên anh. Đồng đội tên anh. Xã hội tên anh. Xã hội tên anh, gia đình tên anh. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục nha. Và trước khi đến với vòng thi đặc biệt, chúng ta hãy nghỉ với làng ít phút nha. Quý vị khán giả đang đến với vòng đặc biệt. Vòng này của chúng ta có tên gọi là được hay mất. Cái số tiền thưởng mà mình tích lũy được ở vòng 1 rồi, giờ sẽ có cơ hội được thêm một cái két sắt 50 triệu đồng nếu như hai anh em trả lời được 5 câu trong vòng 90 giây. Và trong 5 câu có 2 câu mà đáp án sẽ là con số. Và ở đây anh Thắng là đội trưởng, cho nên là Đại Nghĩa sẽ nghe theo cái đáp án từ anh Thắng nói ra. Còn Xuân Nghĩa, em hãy gợi ý, em nói với anh Thắng để anh Thắng nói ra những đáp án để cho hai anh em cùng thi đấu với cái vòng thi này. Cái câu nào khó quá cứ nói cho qua, em sẽ dừng thời gian lại nha. Mời hai anh em vào vị trí. Câu số 1. Cơm huyết rồng là món ngon nổi tiếng của tỉnh nào? Bắt đầu. Huyết rồng. Cứ nói đi anh. Đồng Tháp đi anh. Miền Tây. Miền Tây. Đồng Tháp. Đồng Tháp chính xác. Câu số 2 sẽ là câu mà đáp án là con số. Tổng chiều dài con sông Đà là bao nhiêu km? Bắt đầu. 500 cây. Làm gì? Nhanh lên anh. 300 cây. Lên. 400 cây. Lên. 500 cây. Lên. 600. Lên. 700. Lên. 800. Lên. 900. Lên. 1000. Xuống. 950. 950. Lên. 970. Lên. 990. Xuống. 980. Chính xác. Ủa kỳ vậy? 970 thì đọc tiếp giùm em, 980 đi. Tự nhiên nhảy khóc qua 990. 980 km. Và tiếp theo, năm 2020 quốc gia nào có nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới? Bắt đầu. Đức không? Ukraine. Sai. Thủ tướng Đức. Sai. Pháp. Sai. Thủ tướng Thụy Sĩ. Sai. Hà Lan. Sai. Phần Lan. Chính xác. Phần Lan. Câu số 4 về con số đây. Năm 2018, tỷ phú giàu nhất thế giới Bezos kiếm bao nhiêu đô la mỗi phút? Bắt đầu. Bao nhiêu đô la mỗi phút? Một phút. 1 triệu thứ anh. Một. Đập lên đi. 1 triệu. 10. Lên. 10.000. Lên. 100.000. Lên. 150. 150.000. Lên. 190. 190. Lên. 200. Xuống. 191. 91 gì anh? 191.000 đô la. Chính xác. Yeah. Theo tạp chí Time, dựa vào báo cáo từ tập đoàn Amazon thì tỷ phú giàu nhất thế giới Bezos kiếm 191.000 đô la mỗi phút. Khủng khiếp cỡ nào. Anh ơi, mình còn 21 giây và mình chỉ còn có một câu cuối cùng nữa thôi. Một câu này đúng cái bưng cái két sắt 50 triệu về liền. Vịnh nào được Hiệp hội Câu lạc bộ các vịnh công nhận vào top vịnh đẹp nhất thế giới vào năm 2020? Bắt đầu.
Vịnh Hạ Long. Sai. Vịnh Nha Trang. Vịnh Nha Trang. Sai. Vịnh Lan Hạ. Chính xác. Anh Thắng, cho em hỏi thật, vì sao anh biết đáp án này? Đây là Hải Phòng quê tôi. May mắn là một lần nữa đến với anh khi cái câu hỏi cuối cùng quyết định như thế này lại rơi vào đúng quê hương của anh, Hải Phòng, cho nên anh đoán được Vịnh Lan Hạ, mặc dù trước đó cũng kể vài ba vịnh. Kết sắt 50 triệu thuộc về đội Mắt Biết. Yeah! Thưa quý vị, 5 câu hai anh em đã phối hợp với tương tác với nhau rất là tốt. Hồi nãy mình có cái câu số 3 là về nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới năm 2020 là ở Phần Lan, là thủ tướng Sanna Marin, mới có 34 tuổi thôi lên làm thủ tướng rồi. Quá trời hay luôn, hôm nay hai anh em tuyệt vời. 76 triệu đồng. Cảm ơn anh Quang Thắng đã bay từ Hà Nội vào đây để tham gia chương trình, cũng như là cảm ơn tất cả các bạn trẻ đã đến với Chọn Đâu Cho Đúng rất nhiệt tình. Thưa quý vị, số phát sóng ngày hôm nay cũng là số cuối cùng của mùa đầu tiên chương trình Chọn Đâu Cho Đúng. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi, đã yêu thương chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày gần nhất ở mùa thứ hai của Chọn Đâu Cho Đúng. Chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.